quá đẹp luôn đó. Đi từ cái hướng này nhìn vô thì Đà Lạt đẹp nè. Ok, xin chào mọi người. Thì sáng hôm nay thì mình sẽ có một cái buổi thi ở Texas. Thì lát nữa mình sẽ quay để mình sẽ đi thi gì. Sáng nay mình đang đứng mình mua bánh mì chỗ đây. Bánh mì number one. Thì ở ngoài kia đã có bán bánh mì ly sandwich nhưng mà mình đã ăn rồi. Mình vô đây mình ăn thử coi thử nó có ngon không. Đây thì mình đã mua được bánh mì rồi mọi người ơi. Cái chỗ hồi nãy mình nói là bánh mì number one á, thì cái chỗ đó lấy gọi là card only. Còn cái chỗ mình mua là ly sandwich là dưới 7 đồng, dưới 7 đô á thì sẽ phải là card. Thì mình mua bánh mì này có 3 đồng mấy à, mình phải mua thêm cái này thôi. Rồi cái bánh mì Công Lan đó là để mình đủ gần 7 đồng để mình kẹt thẻ. Vì từ ngày qua đây thì mình ở cái nơi, cái khu mà người ta không có xài tiền mặt nhiều, khu Mỹ á, mình lại không hiểu là tại sao ở đây mình đi đâu vậy. Tất cả mọi người, tất cả khu Asian Việt Nam đều là card only. Chắc là tại mình chưa phải làm kinh doanh nên mình chưa hiểu cái vấn đề này. Đó thì các bạn nếu mà khi mà tới khu Asian Việt Nam hay là bất cứ đó đâu thì các bạn nên cứ cầm theo tiền mặt. Thì mình cái vấn đề này mình cũng đã biết rồi nhưng mà lâu lâu mình quên. Thì mình chẳng hiểu tại sao Mỹ trắng, thùng Mỹ trắng, những cái tiệm Mỹ, tiệm đồ ăn Mỹ bao nhiêu tiền họ cũng chạc, bao nhiêu tiền họ cũng lấy. Nhưng mà cứ tới Asian là lại là một là card only, hai là dưới bao nhiêu đồng đó là phải chạc dưới tiền đó là phải lấy tiền mặt, trên thì mới lấy. Thì cũng có thể là những cái những quán của người Mỹ trắng, những quán này của người Mỹ trắng đó, họ có thể là dưới số tiền đó thì sẽ họ phải lấy card thì cũng có, nhưng mà đa số thì mình tới Asian á mình đã thấy cái vấn đề này. Thì mình chỉ nói về cái vấn đề này cho các bạn khi mà tới Asian các bạn rút kinh nghiệm thôi. Ok, xin chào mọi người. Thì cái này mình hơi để xác nha. Thì mình mới vừa thi xong. Đây, đó là trong cái phòng thi của mình nè. Cái cửa không? Thì đó là cái cửa để vô cái phòng thi của mình. Đó. Thì mình nói cái nơi này là cái nơi bên đây thì mình đi thi nail. Thì mình đi thi lý thuyết. Và đây là cái mình pass sát nút. Mình cũng không phải quá giỏi nhưng mà miễn pass là ok. Thì cái chỗ mình đang ngồi đó gọi là PSI, là nó thi nail, thi các dịch vụ về làm đẹp. Và hình như nó cũng có thi những cái khác nữa. Nhưng mà mình tới đây để mình thi nail. Và mình đang ở Texas đó. Cái chỗ này là cách Dallas khoảng nửa tiếng 45 phút đó. Thì mình lấy cái hẹn thi ở bên này đó. Thì bây giờ mình đã pass rồi, mình rất là vui. Thì hôm 3 hôm trước là mình có thi nhưng mà mình bị fail. Cuối cùng thi lại, mình đã pass. Thì mình sẽ nói về cái quy trình ở tại đây luôn. Thì mình đang ngồi ngay ghế này đó. Mình sẽ bước vào đó. Mình ngồi ngay cái ghế. Các bạn có thấy một cái ghế không? Đó. Cái ghế đó là vô nó ngồi, xong bắt đầu bạn lấy hẹn thi, vô nó ngồi xong sau đó bạn phải show ID ra. Sau khi show ID á thì người ta sẽ cho bạn vô một cái ghế nữa để ngồi chụp hình để làm hồ sơ. Sau khi làm hồ sơ thì bạn sẽ cất đồ vô tủ, về vô đó là bạn sẽ không có điện thoại được tắt hết, không có camera, không có cứ gì hết, cất hết rồi đi thẳng vô cái cửa rồi đến vô đó ngồi thi. Thì cái số lượng câu hỏi sẽ là thi 66 câu. Và nếu mà bạn đúng 42 câu là bạn đậu rồi. Thì cái này mình đậu sát nút, mình đậu 43 câu. Thì mình cũng không phải là mình siêu sao hay giỏi gì, nhưng mà mình cảm thấy hôm nay rất là vui. Đó, thì giờ mình đã pass rồi, thì bây giờ xong cái chỗ này mình sẽ bắt đầu đi ra cái bến tàu điện ngầm để mình đi thẳng vào Dallas. Mình xem Dallas một lần nữa. Dạ. Yeah. Thì các bạn đi chơi với mình nha. Ok. Thì bây giờ mình đang đi bộ từ cái chỗ mình thi
ra ngoài cái trạm tàu điện ngầm. Thì chỗ mình đi bộ ra thì là khoảng 1.4 mile, thì tương đương cũng phải là 2.5-3 cây số đó bạn. Thì trời thời tiết hôm nay trời đẹp nên mình mới đi bộ thử xem như thế nào. Chứ nếu mà Texas á, cái không khí của Texas á, ở đây nó rất là thất thường. Có khi á là đang nắng gì đó, rồi nó sẽ chuyển mưa, sau mưa xong lại lạnh, nó lạnh nhưng mà không quá lạnh, nó mát mát. Rồi có bữa là hôm nay nắng, ngày mai lạnh, rất là thất thường. Và những người dân ở đây á thì cũng họ cũng nói là thời tiết ở đây rất là thất thường, và ai mà yếu trong người á, nếu như bị cảm, bị sốt rồi á thì rất là dễ bệnh. Thì trời hôm nay á là trời mát, thì chiều nay chắc là sẽ mưa nữa, trời u ám cả ngày hôm nay nè. Bây giờ mình đang đi bộ ra để hưởng không khí của Texas thôi. Bên đây thì cây cỏ rất là phát triển, rất là xanh, những thảm xanh rất là nhiều. Đây có một cái khoảng sóc nè đó, vừa chạy vô nè, thấy người chạy vô nè, thấy không? Ok, thì bây giờ là mình đã tới được cái chỗ mua vé rồi. Nhưng mà cái chỗ đi là tốt bên kia lắm. Mình phải đi bộ cũng khá là xa. Sau khi mà bạn mua xong nó hiện ra số tiền á, thì bạn insert tiền vô đây, hoặc là bạn bỏ cái tiền mặt vô đây. Đó, xong khi bạn insert vô thì nó kêu bấm zip code rồi đó, thì cái enter thôi. Đó, giờ nó chạy rồi nè. Nãy giờ mình mò quá trời mò. Đây, ra tiền đây. Một cái lượt đi của mình là 3 đồng. Rồi, như thế nào đây? Có vé chưa? Yes. Lấy receipt. Ok. Thì mình hồi nãy mình đã cho bạn coi. Đây là cái vé nè. Thì cái đường line, mình thấy đường line của Dallas á, thì nó có 3 cái line chính á, là vàng, đỏ, xanh. Đó, thì line vàng á là nó sẽ đi tới thẳng chỗ sân bay Phú Quốc luôn. Đó, là nó tới đó. Tối nay á, là mình sẽ đi cái line vàng tới. Bây giờ á, mình sẽ đi cái line đỏ để vô downtown. Còn line xanh á, thì mình chưa nghiên cứu. Đó. Thì một cái lượt đi của cái vé này á là 3 đồng. Đó, ok. Đây là cái tàu mà line vàng. Thì không biết là cái line đỏ nó có giống như thế này không. Đó, bây giờ thì mình thử cái line, chờ cái line đỏ tới. Đây. Thì mình sẽ chỉ cho bạn cái ứng dụng của một cái app này rất là hay. Đây là ứng dụng nè. Đây là chữ transit đó, bạn có thể download ứng dụng này về mà bạn có thể thấy được là nó chỉ cho mình cái tiếng đi mà tàu điện ngầm ở các thành phố ở Mỹ luôn. Cái này thì mình đã chỉ cho bạn ở New York rồi, thì bây giờ mình cũng lấy cái ứng dụng này để mình đi. Và các bạn thấy không, ở đây nó có cái con tàu nè, là chỉ là sắp có cái tàu mà mình muốn đi sắp tới, nó định vị được cái tàu luôn. Đó, thì trên cái app này nè, mình sẽ nói thêm về cái app. Thì trên cái app này á, khi bạn muốn tới đâu á thì bạn chỉ cần search địa chỉ, rồi giống như là trên Uber đó, sau khi search địa chỉ xong nó sẽ hiện cái này, nó chỉ bạn cách đi, bạn đi bộ mất bao nhiêu phút, rồi bạn làm một cái thứ bao nhiêu phút. Đó, thì ở đây là cái station của mình đi. Đó, là cái này á, lúc mình đi á, là bây giờ mình phải ngồi chờ 10 phút nè để cho nó tới nè. Rồi cái khoảng thời gian để nó đi cái station á là tới 12:39. Đó, thì bây giờ mình phải ngồi chờ thì khoảng 9 phút nữa là tàu nó tới. Mình sẽ đi xuống đây, đi tới đây á, để tới downtown thì nó có số giờ là 12:34, là cái khoảng đi của bạn là phải mất 5 phút nữa. Đó, thì nãy á, mình đi á, từ cái chỗ mình thi cho tới đây là mình phải đi mất nửa tiếng đồng hồ nếu mà đi bộ. Còn bây giờ là mình đã mua xong hết rồi, giờ mình chỉ cần ngồi chờ tới 9 phút nữa là tàu tới. Và cái tàu là, và cái ứng dụng này rất là hay, là nó sẽ ưu tiên cho, nó sẽ hiện ra Lyft nè, Uber nè, tất cả mọi thứ, những cái phương án cho bạn chọn. Và cái phương án về được ưu tiên á là phương án về đi cái tàu. À, mình lúc mình đã ứng dụng về thì mình cũng rất là bất ngờ, thì nó rất là hay. Các bạn có thể download cái ứng dụng này về các bạn coi.
Đây ứng dụng ở đây, ứng dụng tên là Transit. Đó. À. Đó, nó báo rồi còn 9 phút nữa luôn. Rất rất là tiện ích. Khi mà các bạn tới Mỹ, các bạn như tới những thành phố lớn á, các bạn muốn tiết kiệm tiền đi lại á, hoặc là bạn không biết cái cách nào mà để tiết kiệm cho nó nhanh nhất, bạn có thể sử dụng ứng dụng này. Đó. Siêu thị tiện lợi, tất cả mọi thứ đều có, và trong đây là đa số là người ta vào đây để người ta làm ở chất xám. Rất là hay. À, hai bên đường có đồ ăn hết nè, có siêu thị nè. Bây giờ đây mình kiếm gì mình mua đã. 7-Eleven. Khi mà vào đâu sao thì mình sẽ thấy những cái tòa nhà cao như thế này. Dallas rất là đẹp, mình công nhận Dallas rất là đẹp. Mình đã tới Chicago, tới những thành phố, một số thành phố khác nữa, nhưng mà mình thấy mình vẫn đánh giá cao Chicago và Dallas cực kỳ đẹp. Mình chưa tới Houston, mà mọi người nói thì Dallas khá là đẹp nên mình đã coi xem thế nào thì đúng với ấn tượng của mình. Starbucks nè, mọi thứ nè. Đó. Mình phải để chế độ super wide thì nó mới đủ hết. Đó. Tòa nhà cao chọc trời nhìn. Ấy như là quận 2 đúng không? Các bạn nhìn cho các bạn kia tương tự là quận 2 liền ở Sài Gòn. Đó. Mình rất thích mấy những cái tòa nhà như thế này. Ở New York thì rất nhiều. Nhưng mà ở đây thì chỉ có một vài con đường thì có những cái này thôi. Chicago cũng rất là nhiều. Đó, vào đây các bạn thấy là sung sướng liền. Cảm giác là rất là hiện đại. Mọi người rất là văn minh. Sau là tòa nhà mình.
ok. Ai mà thích ăn kiểu mà ăn chay hoặc là ăn rau để thanh lọc cơ thể thì cái quán này hợp lý á. Và cái dĩa này của mình á, cái thau này của mình á lấy 10 đồng thì cũng ổn, không quá mắc.